Chào mọi người nha. Thì hôm nay chủ nhật Tiến vẫn đi làm bình thường nha. Thì một ngày mới Tiến chúc bạn bè và cô chú anh chị trên kênh thật là nhiều sức khỏe nha. Thì bây giờ Tiến sẽ lấy rỗng ở Chelsea Med nha mọi người ha. Tiến lấy hai cái rỗng MC thì hôm nay chủ nhật Tiến chạy hai tour. Hôm nay Tiến đi một mình nha mọi người. Thì Tiến cũng chia sẻ luôn, thì hiện tại anh Chí anh đang đi kiếm xe nha mọi người ha. Nói chung là hiện tại anh Chí đang gặp khó khăn trong cái công việc kiếm xe chạy. Thì lý do quan trọng là gần Tết nha mọi người ha. Hầu hết các công ty vận chuyển không có nhận tài, và mấy anh em tài xế cũng không nghỉ. Và hai là công ty vận tải đa số đều đòi hỏi cái kinh nghiệm nha mọi người ha. Thì anh Chí đang cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyển tài xế. Thì qua đây thì mấy anh em nào trên kênh có cái môi trường nào làm việc ở mới mẻ thì giới thiệu cho Tiến nha. Thì Tiến sẽ giới thiệu anh Chí nha mọi người. Nói giờ Tiến sẽ cầm cái bút vào để mà lấy công ở trên Chelsea Med nè mọi người. Thì trên Chelsea Med thì mấy anh em quẹo vào cổng rồi mấy anh em quẹo bên tay trái nha, để mà có cái văn phòng này nè, chỗ rửa công đây luôn. Mấy anh em trà rỗng thì mấy anh em ve vào ngay cái xe trắng này nè, đó mình rửa công. Còn mấy anh em lấy rỗng thì mấy anh em đậu đây, đậu đây, nói chung đậu chỗ nào á nó trống thì mấy anh em đậu. Giờ Tiến sẽ vào Tiến lấy công. Và sẵn Tiến cũng thông báo một tin vui với mấy anh em luôn nha, là đây hơi ồn nha mọi người. Cái chỗ này khu vực sửa công nó hơi ồn. Xíu nữa Tiến chia sẻ một tin vui cho mấy anh em. Ở Chelsea Med cấm quay phim nha mọi người. Nó ngay chỗ khu vực đóng tiền á, nên Tiến cũng tôn trọng nha. Đó, thì mấy anh em đóng tiền á thì mấy anh em đưa lệnh vào trước nha mọi người ha. Đó thì Chelsea Med là đóng tiền bằng chuyển khoản nha mọi người. Mấy anh em vào đưa lệnh cho mình lấy cái phiếu điều động xe năng nè. Đó mình đi lấy công trước xong rồi mình mới ra mình đóng tiền. Nha, chứ mình đừng đóng tiền trước coi như lấy không có công cái mất công nữa. Thì Tiến sẽ đi vào gặp xe năng. Cái chỗ quay phim đóng tiền cấm quay phim đó. Nên hủ tục đó, cấm nên Tiến không quay nha. Tiến quay lấy rỗng thôi nha mọi người. Rất là trống nha mọi người. Bây giờ Tiến đưa cho anh xe năng thì đi theo xe. Tiến chia sẻ tin vui cho đến với mấy anh em hiện tại có bằng C nha. Và đầu năm 2025 này đó, thì luật giao thông đó, luật cấp bằng lái sẽ áp dụng là từ bằng C lên FC 2 năm kinh nghiệm nha mọi người ha, sẽ giảm xuống 1 năm. Đó một tin vui cho rất nhiều mấy anh em. Đặc biệt là mấy anh em nào mà mới có 1 năm hoặc 5 rưỡi kinh nghiệm đó, thì sẽ qua năm này sẽ thi luôn. Đó, hiện tại Tiến sẽ lấy cái con tầng 3 này Tiến sẽ kiểm nha mọi người. Đó. Thì Tiến cũng tin vui cũng kèm theo tin cũng không có vui mấy. Thì hiện tại Tiến sẽ ngưng nhận lơ nha mọi người ha, do dịp cuối năm á Tiến không nhận lơ. Thì giờ mong mấy anh em trên kênh và thông cảm nha, có gì Tiến sẽ thông báo sau. Rồi, sướt quá nha. Đóng lại nha, công sướt quá nha mọi người. Mấy anh em nhớ lấy công rồi gài cái chốt lại cho cứng nha, nhiều khi mình quên á, cái người sau ta lấy á, hay là mấy anh xe năng đảo công á, đảo công thì nó sẽ bung ra. Mấy anh em gài nó dính như vậy được rồi, không có cần mà gài cái chốt lại đâu. Đi sẽ kiểm con tầng 2 này à. Mở cửa cũng rất là mới. Công này đẹp nha mấy anh em. Rất là VIP rồi. Lên ơi. Chạy cái đó khỏe nha mọi người. Thứ bảy nói chung là chiều thứ bảy là chạy bắt đầu khỏe rồi.
nhìn xe đang lùi ra, với hai là mấy anh em chịu khó nhóm nè, nhìn cái gương á, nhìn phía trên mấy cái lỗ gù mọt á, coi cái càng xe đang dở lên chưa, dở ra thì mình chạy ra nha. Đó, thì hụt tục chai cm thì mình ra cổng qua kia, mình vô cổng kia nha mọi người. Mình ra một cổng rồi mình vào một cổng, hai cổng á, cái cổng dưới nè, xíu tiếng làm hụt tục rồi. Giờ tiếng quay lại cái chỗ làm thủ tục và tiếng làm giấy tờ nha mọi người. Đó, thì mấy anh em cũng thông cảm cho tiếng nha, vì do dịp cuối năm rồi cũng gần tết rồi, hay là cũng gặp khó khăn trong cái công việc mà hỗ trợ mấy anh em đi theo xe để học nghề, thì có gì qua tết tiếng sẽ thông báo lại với mấy anh em ha. Thì nói chung thì tiếng vẫn ưu tiên mấy anh em thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ mấy anh em đi theo nha mọi người ha. Nói heo rồi từng đi ngày hai ngày thì được, hai ngày hay là ba đêm đó. Có mấy anh em nào ở gần khu vực Long Thành, Nhân Trạch đó, hay là trong tỉnh Đồng Nai á, mình thấy khả năng mình đi được đi heo trải nghiệm từng đi một đêm hai đêm thì tiếng sẽ hỗ trợ nha. Và đồng thời thì mấy anh em cũng phải có cái công việc ổn định nha mọi người. Đó, mấy anh em có công việc á, đừng có kiểu như là mấy anh em vẫn có công việc đó nhưng mà mấy anh em học hỏi thêm để mà chạy à, còn mà nghỉ đi với tiếng 2-3 tháng trời á, nó cũng không có thu nhập cho mấy anh em à. Giờ đi xe xuống tiếng làm thủ tục nha mọi người. Đó, ghi cái số công vô, mở cửa công ra chụp hình, ghi số công vô rồi mình vô mình đóng tiền thôi, đóng tiền xong rồi mình đi ra cổng đó rồi. Ok, giờ tiếng sẽ làm thủ tục rồi xong rồi tiếng sẽ tâm sự với mọi người tiếp nha. Xong thì cầm một cái phiếu e ra mà ha, chứ 20 giá cổng rồi mình đi ra thôi, ra được bảo vệ thì ra. Lưu ý nha, thì chai xe mét mấy anh em phải đi rộng rộng nha, ban đêm á mấy anh em cố gắng đi càng rộng ra, càng sát vách càng tốt. Bên này mấy anh em biết sao không? Tiến sẽ chỉ cho mấy anh em nè. Mấy anh em nhận thấy những cái dấu cạ không? Dấu cạ ngay cục bê tông đó là do mấy anh em lấy thông sát á, nó dư cả, nó dư tùm lum hết, nó bể hết đó. Mình thấy này nó dư à, mình này thấy dư không, dư là thấy nó dư cả mét rưỡi luôn á, rất là dư nha. Mấy anh em nào chưa quen việc á, chưa có quen xe đầu kéo á, thì mình cứ chạy từ từ thôi, mình vào cua cho rộng ra đó, càng rộng càng tốt, càng dư càng tốt đó, để mình lấy cảm giác lúc đầu. Thì sau này mấy anh em chạy 1-2 năm rồi nó cứng thì sẽ quen thôi. Đó, mình nhìn quen rồi mấy anh em nhắm cái lỗ nào lọt không lọt là biết liền à. Đó, còn bên đây là cảng Sô Chăn nha. Đó, xe gấu trúc thì rất là đẹp nha mọi người. Kết cờ đi không? Kết cờ đi là màu xanh đọt chuối không? Rất là đẹp. Thì mấy anh em mà hiện tại đang có bằng C thì tiến xin chúc mừng mấy anh em nha. Đó là qua năm ăn tết xong thì mấy anh em có thể nạp bằng FC là vừa nha mọi người. Đó. Nhưng mà đối với mấy anh em hiện tại có bằng C nha, còn mấy anh em chưa có bằng gì cũng hơi lâu đó. Mấy anh em chưa có bằng thì mấy anh em phải thi bằng C1 trước đó. Hiện tại bây giờ lực chia ra nhiều bằng lắm, rất là nhiều loại bằng. Tiến cũng chưa tìm hiểu kỹ nữa, nhưng Tiến mới tìm hiểu là cái bằng FC thôi đó. Còn mấy cái loại bằng kia thì Tiến chưa có thời gian để tìm hiểu thông tin đó. Thì Tiến nghe nói gì phải tách ra nữa, tách nhiều loại bằng lắm. Rồi bằng ví dụ như bằng xe máy là phải tách A1, mình thi bằng A1 trước xong rồi mới thi, nó chạy phân khối dưới 125 hay là bao nhiêu đó. Xong rồi muốn chạy xe trên 125 mà phải thi bằng A, nó hình như là vậy. Tiến chưa tìm hiểu kỹ cái thông tin thì Tiến chưa tìm hiểu kỹ nên Tiến biết gì Tiến chia sẻ lại thôi ha mọi người. Bây giờ Tiến sẽ đi về nhà máy cắt công và gắn cái mọt hạ cắt lái và quay đầu tiếp vào ECD. Ở Tiến còn một cái lệnh đây nè, vào ECD Sô Chăn, ECD Chai Xe Mét để lấy cái MC nữa. Chủ nhật hai tô thì nó cũng bình thường thôi ha, rất khỏe, nhưng mà do tối qua Tiến nghỉ mà ha. Nếu mà Tiến tối qua Tiến chạy thì Tiến đã hôm nay Tiến nghỉ rồi, do cái sức khỏe của Tiến nó không được đảm bảo nha quý cô chú anh chị ha. Tiến chạy đêm, Tiến chạy bên công ty mới cũng bên đây, Tiến chạy cũng được năm mấy nay rồi, thì thức đêm thức hôm nó cũng xuống sức nhưng mà cũng mệt.
Đó, thì bây giờ Yến sẽ chạy theo cách là đó, mình chia thời gian ra chạy cho hợp lý, có vừa sức khỏe và cho nó đừng có mệt mỏi trong người ha. Sức khỏe Yến cảm thấy bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất nha quý cô chú anh chị. Bây giờ Yến sẽ quẹo trái về xa lộ Hà Nội, Yến đi về ngã tư Vũng Tàu nha. Thấy một cái vụ tai nạn mùi ha, nát hết luôn, nát hết cái cờ bù. Thì thấy nước chảy à, nước đỏ rồi chảy ra, chắc kiểu bị bể cái nước rồi. Có ngày tài xế mình bạc quá hai mùi, khó khăn vất vả, chắc nghĩ đến bị hút đít nha, hút đít này thấy bị móp cái cản một à, cong cái cản một và bể cái đầu xe luôn. Mấy anh em thấy ngày tài mà bạc ha, đụng vô một cái đụng nhẹ nhẹ 20-30 triệu, nặng nặng 100 triệu 200 triệu. Còn nhiều khi những cái vụ tai nạn chết người thì thôi để nói chắc phải đi tù. Mấy anh em thì tiếng chúc mấy anh em lái xe an toàn nha, mình thật sự mình đam mê với nghề, với công việc, với nghề nha mọi người. Thật sự cái nghề xe đầu kéo này rất là cực, và thật sự mấy anh em phải có đam mê. Chạy lương bổng không có nhiều hết mà đụng cái mất hết tháng lương rồi. Ví dụ cái xe mất pho mà làm sơ sơ mấy cái dàn kết nước rồi ha mọi người, hai kết nước rồi kết nóng nè, kết gió, rồi nhiều khi nó nếu mà lúng vô cái cánh quạt nữa phải hai cánh quạt, rồi cái cốt cánh quạt có bị gì không nữa, mình làm trong tới cái cốt nữa cũng nặng tiền nha. Thì mong đồng nghiệp vừa rồi nó cũng bị nhẹ thôi, không có bị nghiêm trọng nha mọi người. Giờ cũng thấy tài xế mình thấy cũng thấy thương cho mấy đồng nghiệp bị tai nạn nha quý cô chú anh chị. Qua quẹt rồi tốn tiền. Giờ Tiến xe tiếp tục Tiến chạy về đi công thứ hai. Hiện tại Tiến về tới chợ Long Thành rồi. Quốc lộ 51 lượng xe rất là đông, quá đông. Tiến ghé mua trái dừa uống nha. Chưa nắng Tiến ghé làm trái dừa nha quý cô chú anh chị nè. Đèn kéo công hàng ở trong nhà máy ra nè. Ồ Tiến lừa đâu trái già nó ngon quá. Đổ trên miếng đường, nhẹ miếng đường miếng đá. Ghé làm trái dừa cho mát nha mọi người. Mùa nhẹ của anh Bao, lên cái anh Bao luôn nha em. Bao hoàng bây giờ là 1 giờ trưa nha, Tiến đi từ lúc 8 giờ rưỡi nha. 8 rưỡi sáng rồi bây giờ là tới 1 giờ trưa được tour. Thì dự định khoảng tầm 5 giờ chiều Tiến xong hai cái nha mọi người. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Hai cái kiếm một củ để bẻ rê như bò kéo xe. Tiến tiếp tục lấy công thứ hai nha mọi người. Rồi hiện tại là 3 giờ rồi, dung khá là nha. Nãy Tiến vào gác lái nằm không có xe đăng, Tiến chờ khoảng tầm nửa tiếng. Không giờ Tiến cũng lấy được cái rỗng Tiến về rồi, rất là nhanh. Giờ Tiến sẽ lên giao lưu với xe đăng tiếp tục nha mọi người. Bãi ra trống nha. Nãy Tiến lấy ngay cây này luôn. Giờ Tiến gặp anh xe đăng, không biết có anh xe đăng như cũ không nha. Tiếp tục đi lên đi theo xe đăng nha mấy cô chú anh chị. Đơn giản thôi. Xe công cũng đơn giản thôi nha, thủ tục nó dễ thôi. Thì thường thường mấy anh em đi theo Tiến là đi khoảng tầm nửa tháng, một tháng là biết cái trình tự thủ tục hết rồi nha mọi người. Nếu mà mấy anh em nào có sức khỏe, Tiến nói thiệt luôn á,
có hàng nhiều á, mấy anh em chạy hãng ba mấy 40 thì là chuyện bình thường nha. Còn mà không có sức khỏe chạy không nổi đâu. Như Tiến đây, Tiến chạy đêm năm mấy nay sức khỏe xuống sắc, nên Tiến phải giờ Tiến phải phân bổ công việc thời gian ra. Hôm qua Tiến chạy ăn tour, tối qua Tiến chạy ăn tour 10 giờ Tiến về, nhưng mà Tiến ngủ đã tới 7:30, Tiến dậy ăn sáng ăn uống rồi bây giờ Tiến nổ máy Tiến đi làm tầm bây giờ để Tiến được tour thứ hai đây nè. Bây giờ Tiến sẽ đi theo anh xe năng ngay cây cũ luôn nha mọi người. Ồ, cây cũ này biết đẹp không, Tiến sẽ lợi Tiến kiểm nữa nha. Ồ, chắc cũng khá là đẹp. Anh xe năng tự đảo luôn nha mọi người ha, cho Tiến đóng hàng khó, hàng loại A nên xe năng rồi cũng sáng lấy một tô rồi cũng quen xe nha, cũng quen mặt với nhau hết rồi nên cũng dễ chịu. Với hôm nay chủ nhật nữa, chủ nhật thường thường mấy anh em xe năng rất dễ thương nha, chống xe rồi không có áp lực công việc, không có xe vô đông á nên cái tinh thần của mấy anh em xe năng rất là dễ thương, rất là dễ chịu ha. Còn mà ngày thường rồi rất là bon chen, rất là mệt mỏi nha mọi người ha. Tiến cũng vậy luôn, thường thường thì chủ nhật cũng vậy luôn nha mọi người ha. Chủ nhật đối với tài xế nó chạy rất là khỏe, chống xe nè, đường chống xe, cảng cũng chống nên chạy rất là khỏe đó mọi người thấy không. Tiến chạy hai tô kiếm một 900 đó, 900.000 với cơm cứng lưng cứng rồi đó, cũng được 1 triệu bạc đó. Giờ Tiến sẽ lấy cái con khả năng là Tiến lấy con tầng 6 phía trên nha. Anh xe đang sẽ dời cái con tầng 5 lớp ngoài ra mới chụp được cái con tầng 6 lớp trong nha mọi người, rất là đẳng cấp nha. Quá đẹp. Xe năng giờ tới tầng 6 luôn nha mọi người, quá đẳng cấp ha. Theo tôi nghĩ tầng 6 là cái mức cao nhất nha, không biết giờ lên tầng 7 thì Tiến không biết nha, hình như Tiến chưa thấy cái đồ bô nào để tầng 7 nha. Nếu tầng 7 chỉ có khả năng lâu lâu Tiến cũng thấy có những cái cây 20 á, 20 feet để được, còn ngoài ra Tiến chưa thấy lấy được cái con tầng 7 mà hai lớp. Tầng 6 nè, tầng 6 mà chồm vô thì Tiến cũng thấy lấy được rồi nha. À khả năng là sẽ dời lấy cái con tầng 3 nha mọi người ha. Giờ thêm con nữa. Mấy anh em thấy cái cửa rất là mới nha, cái cửa cong rất là mới nha. Tiến quay cái con mới nè. FFAU nè, cái cửa mới nè mọi người. Phải con tầng 6 đây nè. Ủa con tầng 6 cũng FFAU, cái cửa mới cáo luôn nha mọi. Mấy công này thì Tiến nghĩ chỉ có dê vô lấy thôi, khỏi cần kiểm. Đa số công đẹp nhiều. Đó, giờ cái con tầng 2 cũng đẹp nè. Rồi, thì Tiến mời cô chú anh chị và bạn bè xem thử coi xe năng lấy được tầng 6 không nha. Lớp 6 cũng hơi căng rồi, không được rồi nha mọi người ha. Ồ, vậy là không tới rồi. Vậy là bắt buộc phải lấy cái con tầng 3 rồi ha. Như cái hế này mà dối lên chắc không tới đâu. Thôi, Tiến thấy là không chơi. Lớp tới tầng 6 cao lắm nha mọi người ha. Giờ ra. Quá đẹp ha mọi người. Cái nghề học xe năng này Tiến không biết cái trường nào ở đâu mà dạy ha. Nếu mà mấy bạn trẻ mà có đam mê xe năng á, lái mấy chiếc xe năng này nè, đúng bài luôn nha. Rất là đẳng cấp nha. Nó bự mà nó dùng đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao. Mấy anh em thấy không? Rất là bài bản nha. Ồ, Tiến thấy mấy anh em trong cảng rất là giỏi nha mọi người ha. Ở mấy anh em mà biết lái cẩu nè, rồi biết lái xe năng, rồi biết chạy xe nữa. Ồ, quá giỏi. Thì hay mấy anh em với cái mép, có mấy anh em cái mép trên kênh Tiến giỏi lắm. Hết gấp cẩu tàu đó, là hết cẩu tàu xong rồi cái qua cẩu lai, những cái cẩu khung á mọi người, cẩu khung xong rồi qua gấp xe năng đó, xe năng xong rồi hết việc thì qua chạy tăng bo. Cái nói chung là việc gì cũng làm được. Tiến công nhận thì mấy anh em trong cảng giỏi. Bây giờ Tiến sẽ chạy tới chờ anh xe năng hạ cần tầng 3 xuống Tiến kiểm nha. Tiến không được khả năng thì Tiến sẽ lấy con tầng 2. Tiến chắc chắn với mấy anh em là cái con tầng 3 lấy được luôn. Quá mới, bị công quá mới.
khóa mới. Cọc này phải nói là cực kỳ là đẳng cấp. Ok anh ơi. À, như vậy Tiến đã hoàn thành xong hai tô rồi nha mọi người. Thì Tiến chạy từ lúc mà là Tiến mà ráp mọt vô là lúc mà gần 9 giờ nha mọi người. Tiến chạy bây giờ Tiến gần 6 giờ Tiến về tới bãi thì cũng tương đương như làm giờ hành chính nha mọi người. Đó, thì Tiến chạy hai tô, hàng sẵn, lệnh sẵn, tất cả đều sẵn sàng thì Tiến vào chạy được cho như trung bình 8 tiếng. 8 tiếng thì cũng như công nhân hay nhà 10 ha. Thì Tiến chạy hai tour thì 900 với lương cơm lương cứng nữa thì cộng vô cũng được 1 triệu nha mọi người. Đó, thì sau khi chạy xong á, Tiến sẽ đi xuống xe, Tiến ngó sơ coi cái xe có bị vấn đề gì không. Đó, coi vỏ nào bể nè, coi vỏ nào ăn đinh á thì để ngày mai mình giá. Ngó sơ cái nha mọi người. Cái vỏ này cũng mòn lắm nha mọi người. Thì Tiến cũng chia sẻ lại cái dàn vỏ nha. Dàn vỏ thì cái dàn vỏ sau sẽ chịu tải hơn nha mọi người. Nó chịu tải nhiều hơn nên nó sẽ nhanh mòn hơn. Đó, ví dụ mà mấy anh em chạy thời gian đi đúng không? Ví dụ như mình chạy 8 tháng đi. Đó, mình 4 tháng chạy 4 tháng đầu mình đưa cái dàn vỏ dưới mình đưa lên dàn trên đưa xuống dàn dưới cho nó đều vỏ. Móc có hai lần 8 cái luôn. Còn mà mấy anh em mà muốn hai từ từ thì mình để nguyên cặp luôn. Đó. Mình để nguyên cầu dưới mình mòn mình thay 4 cái. Hai bốn cái xong rồi mình hai rồi mình đảo cái cầu trên xuống nữa mình đưa 4 cái mới phía trên. Nhiều ha. Sẽ kỹ hơn. Nó ít ăn vỏ hơn. Còn mà mấy anh em muốn hai lần nguyên vàng luôn thì mình canh mình đấu vỏ. Nó tùy theo cái nhu cầu vận tải của mỗi công ty ha nha mọi người. Ô, ví dụ còn mà những cái vỏ nào yếu á nha mọi người ha. Có mấy anh em chạy xe cái vỏ nào yếu á thì mấy anh em sẽ bỏ phía trong ha. Như cái vỏ này yếu nè. Cái vỏ Trung Quốc nè. Đó, vỏ Trung Quốc nó yếu. Đó, thì Tiến sẽ kẹp vô dung cái vỏ này. Cái vỏ Việt Nam sản xuất. Cái vỏ này là 4 triệu mấy, gần 5 triệu một cái nha mọi người. Vỏ tốt. Đó. Mình bỏ vào mình kẹp nè. Kẹp nó vào. Đó. Còn cái cầu giữa này mình chạy vỏ cũng trung bình thôi. Cái vỏ cặp Trung Quốc nha mọi người. Cặp Trung Quốc. Nói chung xe Tiến thì chơi vỏ Trung Quốc hết. Cặp Trung Quốc đây nè, còn cặp Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc loại tốt nha, Trung Quốc này cũng loại tốt nha, không phải là dở dở. Còn cặp này Trung Quốc cũng là Trung Quốc loại tốt luôn. Rồi, bánh lái đặc biệt là mình phải chơi gió xịn nha mọi người, tại Tiến chạy hàng nhẹ nha mọi người. Tiến bên công ty Tiến chạy hàng nhẹ, hàng 20 tấn 21 tấn à, nó nhẹ lắm. Đó, thì cho nên cái đồ chịu tải nó cũng không có nhiều. Đó. Mình chạy nếu mà mấy anh em chạy kỹ á, cái dàn vỏ mấy anh em chạy kỹ có thể 1 năm trời luôn. Mấy anh em mà đưa mấy vỏ tốt vô, thường thường mình chạy mấy cái hàng nhẹ mọi người ha, mình dùng cái vỏ phù hợp với cái môi trường của mình thôi. Mình đi vỏ tốt cũng được nhưng mà nó hơi phí ha. Ví dụ như tùy theo nguồn hàng nè, tùy theo cái sản lượng hàng hóa rồi hàng nặng hàng nhẹ rồi doanh thu một tháng một xe bao nhiêu thì mình sẽ xài cái loại vỏ phù hợp. Ví dụ mà mấy anh em hàng nhiều hàng nặng đi, mấy anh em bắt buộc phải chơi vỏ tốt. Còn mà hàng ít hàng nhẹ mình chơi cái vỏ vừa vừa thôi, nó vừa túi tiền chủ xe thôi ha mọi người. Nó vừa có tạo doanh thu. Ví dụ như mấy anh em hàng ít đi, mấy anh em hàng ít mà cứ khách mấy anh em đi quyến dàn vỏ Michelin hay là Bridgestone gì đi. Đó. Cái vỏ 7-8 triệu một cái, 9-10 triệu một cái nữa. Mấy vỏ tốt là 9-10 triệu không nha mọi người. Đó, ví dụ như mấy anh em mấy cái vỏ mà xe khách rồi mọi người. Mấy vỏ xe khách giường nằm rồi cái xài phải tiêu chuẩn nó cao lắm nha mọi người ha. Cái vỏ nó tới 12-13 triệu một cái rồi nha mọi người. Vỏ tốt lắm.
Đó, và đặc biệt cái gai của xe khách đó, chạy xuống khoảng tầm 50% gai hay là 60% gai là đúng định kỳ thay ra. Đó, thay ra thôi. Còn mấy anh xe tải của mình thì thường thường thì sẽ thu nhập nó ít hơn, doanh thu nó ít hơn và chi phí nó cao đó. Nên thường thường mấy chủ xe sẽ lựa chọn những cái vỏ phù hợp. Ok mọi người, hôm nay Tiến chạy 2 tour. Thì cái tập này Tiến sẽ đăng sau cái tập đến xin lỗi mọi người nha. Thì Tiến sẽ làm một cái tập xin lỗi đến mấy anh em trước, thì Tiến sẽ đăng trước. Thì mong mọi người ủng hộ kênh nha. Đó, hôm nay 2 tour. Thì mong mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đó, thì hôm nay Tiến chạy 2 tour cũng sắp xếp công việc, sức khỏe nha mọi người ha. Tiến nói chung là sức khỏe dạo này cũng đi xuống nhiều rồi. Chạy đêm cũng nhiều. Tiến làm từ lúc năm 16 tuổi lần nha. Tiến làm từ lúc năm 16 tuổi tới giờ thì hôm nay Tiến cũng được 12 năm rồi. Hôm nay Tiến 28, 29 thì cũng được 12, 13 năm trong nghề rồi. Cũng rất là mệt mỏi nha mọi người ha. Hồi xưa Tiến làm dữ lắm, Tiến làm cực lắm. Rồi yếu nha, dạo này yếu lắm, sức khỏe yếu nên Tiến sắp xếp. Có thể là Tiến chạy ban ngày, ban đêm Tiến ngủ, rồi ban đêm Tiến chạy ít lại, ban ngày Tiến chạy bù lại nha mọi người. Nó chia thời gian, Tiến không còn chạy sẽ siết như lúc trước mấy anh em. Và bây giờ Tiến sẽ kết thúc video và Tiến mong mấy anh em luôn ủng hộ cho Tiến nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha.